nhiều, nhành nhiều lắm. Nó quấn mấy cái gân này nè là nó vàng hết luôn á, mấy cái gân gân dưới này nè. Nè cái lá nó vẫn còn vàng nè. Nè, lá nó còn vàng, nó chưa có phải là màu xanh của lá. Cái nó quấn cái gân dưới này nè, nó quấn vàng, giờ em xịt nó chết hết, không còn con nào nè. Hôm trước là trên dưới này nó nhiều lắm, dở lên vậy là thấy nó bò lúc nhúc màu đỏ, nhúc nhiều lắm. Chào mừng bà con quay lại với kênh đánh giá phân thuốc của tôi. Thì hôm nay tôi đang tôi đi xuống cái huyện Trà Ôn, nơi mà trồng rất là nhiều cam sành. Thì nơi đây bà con trồng là toàn bộ, hầu như là lên tới gần 90% là cam sành rồi. Đây sau lưng tôi là một cái vườn cam sành rất là lớn, xung quanh đây ai cũng trồng cam sành hết. Thì 90% đang lên cam sành. Thì ở cái vườn cam sành thì bà con rất là sợ cái con nhện đỏ. Thì hiện nay là có một số anh nông dân đang đi tìm mua một cái sản phẩm gọi là Fier để tiêu diệt cái con nhện đỏ. Thì bây giờ tôi đang đi vào những cái tôi đang đi sưu tầm những cái anh đó để xem cái ảnh chia sẻ về cái sản phẩm thuốc diệt nhện này như thế nào nhé. Bây giờ bà con theo chân của tôi đi vào cái vườn của người đầu tiên nha. Ở đây là bao nhiêu công anh? Của em hả? 15 công, đây dạng tới dưới đây lên đây 15 công. Đó. 15 công. Ủa bên đó ai đang làm kìa? Bên đó hả? Bà chị em nãy đó đó. Bà chị hả? Ừ. Tình hình quá đó. Nhưng mà cái của má không có sạch bằng cái của em. Là cái miếng bên đó là của người khác rồi. Đó, cái miếng của mình xanh trắng trắng đó. Còn bên kia là phần 3 công của chị em. Còn bên này từ cái mô mà đen đen đó thì của em. Mô đen đen quá. Mày gọi là anh không phun phi hay là phun bằng Em quậy vô phi nhưng mà em cầm cần em xịt. Vậy đó hả? Sao mà không làm, em muốn làm cái đây nè. Muốn cái gà tàn bự cái mình làm cái đây, cái mình làm hai bên mình xè qua luôn sướng chết. Thì đúng rồi, nữa sau này cái cây này với cây này nó giáp tàn thì lúc đó mình mới tự phun. Còn bây giờ là nó cây nó còn nhỏ, mình cầm cần mình xịt nó sẽ chính xác hơn. Được rồi, là em phun cái thuốc đó nay mấy ngày rồi? Phun được chắc cũng cỡ 10 ngày rồi đó. 10 ngày hả? Được rồi, nhện nhiều không anh? Nhiều, nhện nhiều lắm. Nó quấn mấy cái gân này nè là nó vàng hết luôn á, mấy cái gân gân dưới này nè. Nè cái lá nó vẫn còn vàng nè. Nè, lá nó còn vàng, nó chưa có phải là màu xanh của lá. Nó quấn cái gân dưới này nè, quấn vàng, giờ em xịt nó chết hết, không còn con nào nè. Hôm trước là trên dưới này nó nhiều lắm, dở lên vậy là thấy nó bò nhúc màu đỏ, nhúc nhiều lắm. Nghe là con nhện đỏ là mình nhìn thấy luôn đó hả? Thấy á. Ở đây rồi em phun định kỳ hay là em phun đây là em thấy nè mới phun? Em thường thì giai đoạn từ cái lá lụa chuyển sang cái lá già thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Cái giai đoạn đó, bắt đầu giai đoạn đó em mới phun. Khi nào, nói chung là khi nào mà nó xuất hiện nhiều thì em sẽ phun. Nhưng mà tại vì nó cũng của em, nó cũng rất là nhiều cây nên thành ra là khi nào nhìn thấy mấy phun chứ mình đâu có kiểm soát hết được. Thì đánh đỡ tốt chứ. Một số người thì người ta phun định kỳ, nghĩa là 14 ngày người ta mới phun, hoặc là 10 ngày người ta phun lần. Nói chung là bây giờ cái thời mùa này mà đâu mình đâu có xác định được, ví dụ của mình nó không có nhưng mà của người ta có nhiều, người ta cũng sẽ bay qua nên thành ra là mình phun, mình thấy nó mình phun nó sẽ an toàn hơn. Được rồi, em phun vậy em thấy nó sao? Cái lá nó, cái sản phẩm đó em phun nó thấy nó khác biệt với sản phẩm kia như thế nào? Phun vô là thấy nhện nó chết nhiều lắm, nó bớt giảm hẳn nhiều lắm. Mấy cây này lúc trước là nó nhện nó quấn vàng hết đó. Hôm nay là nó xanh lại rồi đó. Phun vô rồi cái cây nó cũng nhìn thấy nó xanh. Lúc trước nó vàng nhiều lắm. Trời ơi, ui, nhìn quay cái độ nét của nó không có. Đúng rồi, anh ra nắng mà, đâu có được. Ở đây giờ được rồi, ai phun anh? Em phun luôn hả? Dạ, mẹ em phun. Em phun hả? Phi hết vườn này em phun mấy phi? 3 phi. Tại cái này còn nhỏ ha, dễ cũng dễ. Đây quy hoạch vườn rồi, này kia thấy khỏe phắn. Vườn hết rồi. Này vườn mình mấy tháng anh? Hồi tháng 3. Âm lịch. Không âm lịch. Tháng 3, tháng 4. Hôm nay tháng 11 rồi. 8 tháng. Hôm nay ngày mai đó là đúng 8 tháng luôn đó. 8 tháng. Nãy giờ quay rồi mình đâu có thấy nhện gì đâu. Hả? Là nó chết hết trơn rồi, bữa nay 10 ngày mà chưa thấy nhện lại phải không? Chưa.
Bình thường lúc trước em xài mấy lần rồi cái gói thuốc đó? Cái gói thuốc hả? Thì em sẽ xịt đảo gốc, cũng như là lần đầu tiên em thấy nó nhiều là em sẽ dập phiơ trước, dập phiơ cho nó yếu xuống, xong rồi cái em mới đổi sang cái gốc thuốc khác. Chứ tại vì xịt một loại thuốc trừ sâu không nó cũng sẽ bị gọi là kháng thuốc á. Nên thành ra là em xịt hai loại. Cái phiơ thì bình thường em xài nó khoảng mấy ngày, bao nhiêu lâu nó mới có lại, nó nhận lại? Cái này thì em xịt là cũng thì đó giờ là 10 ngày nên chưa thấy lại nè. Những cái loại thuốc khác thì nó có được kéo dài không? Loại thuốc khác thì nói chung thì cái thời gian cách ly của nó sẽ ngắn hơn, tầm 7 đến 10 ngày nó sẽ có lại. Ví dụ em phun những cái loại thuốc khác tầm 7 ngày sẽ phun lại. Còn Fear thì 10 ngày chưa thấy, chưa phun. Thì tính ra cũng đỡ lắm chứ. Đỡ tốn công, đỡ tốn tiền mua thuốc. Ở đây em làm kỹ thuật chính hay là cha mẹ em? Em làm kỹ thuật chính chứ cha mẹ em có nào giờ có trồng cây trồng cái gì đâu. Cha mẹ em chỉ trồng lúa thôi. Thuốc thì em đưa liều lượng về cha mẹ em, liều sao xài sao thì cho em đưa cho cha mẹ em làm vậy. Thuốc A, thuốc B, thuốc C gì đó thì em xịt vậy. Để em đi phân xô không anh? Phân xô là sao? Phân xô á. Em phân xô hả? Tức phân xô là sao? Em một nói chung là khi nào mà thúc để cho nó lên tược á là em sẽ chủ yếu phân xô nhiều. Còn bình thường là em sẽ đi phân hộp. Và đối với bây giờ giá thành bây giờ phân hộp với lại phân xô, đi phân xô nó còn rẻ hơn phân hộp. Bà chị mới vô rồi. Bà chị, xong rồi. Chị ruột hả? Là đi lãi mấy cái đọt hay gì? Nè, ví dụ vậy đúng không? Là cắt 3 4 1 2 3 4 5 tường này cắt cho nó bằng, cắt cho nó xuống tược cho bằng này đừng cho nó lên cơi. Cắt là cắt từ đâu? Cắt ngang đây nè, cắt cho nhìn thấy cho nó bằng thôi, cắt xuống khoảng nhiêu đây nè. Cắt cho mấy cái tược cao này nó bằng với cái tược này. Lấy cái tược này trung tâm rồi cắt mấy tược này cho nó bằng, đừng cho nó lên cơi. Nữa sau này cái này mấy cái thấp dưới này là gọi là cái dàn trà. Cho nó cân đối là cái cây đúng không? Nó ra cho đồng liều là cái gì? Đúng rồi, cho nó ra lên từ cây nữa chứ mà để như vậy nó đâu lên đâu. Ủa, chị Hai cắt mới có tới đoạn tới đó là sao xong rồi ta? Đâu cắt sáng giờ xong rồi mà. Xong rồi hả? Đây nè, cái cỏ, gói thuốc cỏ. Trời, xịt bài xuống. Năm cậu em mua. Em mà ngày xưa em không biết gì mấy cái này là cái gì luôn. Lúa em không có từng làm luôn á. Cái xong mà vô anh Tòng là anh dạy em, đào tạo em. Là anh dạy là lúc thằng còn Tâm đó. Nó dạy em là thuốc A là nó chỉ cái gì, thuốc ghẻ là chỉ cái gì, thuốc bệnh là nó chỉ cái gì, cái này kia vậy đó. Nó chỉ em mà em học. Em học xong cái mấy người nông dân á. Người ta vô người ta mua thuốc á, xong người ta nói cái thuốc này nó dạy, cái thuốc kia nó dạy, cái cây nó dạy, chị bệnh nó dạy vậy. Rồi em mới bắt tay em làm luôn đó. Chứ em là phải nói là thuộc dạng là chưa từng biết cái gì luôn. Vì cây trái phân bón gì tùm lum này là không có biết. Dạy rồi tự động em học anh Tầm chút, em học của cái anh kia anh cũng kỹ thuật. Cái anh ở gần bên cửa hàng bệnh á. Ông có vườn cam già, vườn cam con cỡ nào ông cũng có hết trơn. Mà ông xài phi ơi xưa giờ nhiều. Ông thuộc nhận là ông kiếm phi ơi, ông mới vừa kiếm phi ơi đây không có phi ơi em mới đưa cái phi test cho ông xịt đó. Ổng là xịt phi ơi không á. Cái anh đó thì ảnh dạng rồi là nông dân, ổng nói sẽ chắc chắn sẽ thuyết phục hơn em luôn á. Vậy không kiếm ông đó. Ai biết giờ muốn kiếm không thì em kiếm. Em hỏi giùm cho. Hỏi để vô cho hỏi ổng. Cái gói này bữa hôm em xài nhiều. Cái gói một gói ông phi. Gói phi hả? Dạ. Có cộng với cái gì không hay là mình nó? Không, em xài mình nó không mà tại vì thuốc nhện là em xịt mình thuốc nhện là mới ban đầu là xịt một mình nó xong rồi khoảng chừng 10 ngày sau thì em mới phun cái loại khác. Đúng rồi. Còn cái loại này là nó hơn 10 ngày phải không? Dạ. Thì cũng được, thì tính ra cũng rẻ đúng không? Dạ. Đây phi ơ đây. Rồi phi ơ. Rồi thôi cảm ơn em nhiều. Để quay lại trời, nãy giờ chúng ta đi vào cái ruộng của em Ánh là mình đi tham quan từ nãy giờ đó, mình xem về cái cách ảnh quản lý cái con nhện đỏ bằng cái sản phẩm PR. Một cái sản phẩm PR này là đang được người nông dân ở tại Trà Ôn người ta đang đi tìm. Thì hôm nay tôi đi vào là hôm nay là người thứ nhất, tí xíu nữa tôi sẽ đi vào một số vườn nữa. Thì cái sản phẩm PR thì theo Ánh nói thì cái sản phẩm là nó diệt nhện nó có dài khoảng từ trên 10 ngày ha, thì người ta mới phun lại. Đặc biệt là một gói này nó rất là tiện, sử dụng cho một phi. Thì ảnh xài cũng này cũng 2-3 lần rồi.
so với cái vườn cam non như thế này. Chứ chưa có cái vườn cam lớn, tí nữa tôi sẽ đi kiếm cái vườn cam lớn để cho bà con tham quan về cái sử dụng trên trái nó có được hay không nha. Thì một gói này thì tại do cái gốc cái gói phi ơ này là một cái gọi thuốc, nó có cái gốc là diafenthuron. Đây là một cái loại gốc thuốc, nó có cái hàm lượng đạm và lưu huỳnh bên trong, nên là khi mình bà con mình xài á thì cái lá là mình nó cảm giác nó xanh nha, tại do nó có cái gốc đạm bên trong đó. Thì mình nãy giờ mình đi tham quan vậy là cũng ok xong cái ở tại vườn của anh rồi, thì bây giờ bà con có thể theo chân tôi đi vào một cái vườn khác nhé.